tôi gửi lời kính chào và cảm ơn các chị và các bạn đã tới tham dự buổi tiệc cuối năm của công ty PSIP Bắc Ninh. Đây là buổi tiệc để tổng kết năm 2012 và tôi hy vọng rằng trong buổi tối hôm nay các bạn sẽ có một giây phút thật là vui vẻ, thoải mái và ấm cúng. Những người mà bình thường chưa có dịp làm quen với nhau thì đây là một dịp rất tốt để có thể làm quen với nhau ạ. Vâng, và đến dự với buổi lễ của chúng ta của ngày hôm nay có sự hiện diện của anh Huỳnh Quang Hải, đồng chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn VC Bắc Ninh ạ. I would like to welcome Mr. Huỳnh Quang Hải, the co-chairman of VSIP Bắc Ninh. Ông Henry Chua, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn VC Bắc Ninh. I would like to introduce Mr. Henry Chua, the general director of VSIP Bắc Ninh. Và các bạn chưa ạ, để chúng ta bắt đầu chạy chương trình Yen Party 2012. Bắt đầu. Xuân xuân mang xuân đã về, tiếng pháo reo mừng đón mùa xuân. Xuân xuân mang xuân đã
thể nói nhiều hơn về năm 2013 thì chúng ta hãy cùng lắng nghe lại lắng nghe bài phát biểu của ông Henry để nhìn lại vào năm 2012 đã vừa qua. Vâng, và sau đây tôi xin mời tất cả các quý vị đại biểu, các anh, các chị và các bạn cùng lắng nghe bài phát biểu của Mr. Henry ạ. Now I would like to invite Mr. Henry come to stage to deliver the speech to review the year 2012. Although Zeng has written for me, so what I'm going to do, I will just narrate what I feel like saying. Trong buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ không đọc sẵn một bài phát biểu, mặc dù là Dương đã chuẩn bị cho tôi sẽ phát biểu những cái mà tôi nghĩ ra ở đây. Right, you know that last year I will not say that it's a difficult year. I think everybody knows it's a difficult year. So how do we perform? Chúng ta, mọi người chúng ta đều biết rằng năm ngoái là một năm rất khó khăn. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để vượt qua được cái khó khăn đó? Right, you know world issues like USA, Europe affect all our FDI. Chúng ta biết được những cái vấn đề khó khăn tại Mỹ, tại châu Âu và những cái vấn đề về khó khăn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Domestic issues, Vietnam country issues will affect all our real estate and township development. Các vấn đề khó khăn ở trong nước cũng ảnh hưởng chung đến dự án của chúng ta. So, what happened to us? Điều gì đã xảy ra đối với chúng ta? Nhiều lộc lắm đấy. I need my pointer. So, 2009 we did reasonably. Cái kết quả chúng ta đạt được trong 2009 là khá hợp lý. What about 2010? This is our target. 2010, what did we achieve? Và quý vị có thể nhìn thấy kế hoạch chúng ta lập cho năm 2010. So again, slightly less than target. Và tiếp theo là thực tế chúng ta đạt được là thấp hơn so với kế hoạch. 2011, what how did we do? Vậy thì năm 2011 chúng ta đã lập kế hoạch như thế nào? You see, every year the board set us higher and higher target. Chúng ta có thể thấy là mọi năm thì hội đồng quản trị đều đặt cho chúng ta một cái chỉ tiêu cao hơn. How did we do in 2011? Vậy thì kết quả thực tế chúng ta đạt được như thế nào trong năm 2011? Again we struggle, we still cannot meet the target. Và chúng ta lại không thể đạt được kế hoạch đề ra. 2012, what is our target? Vậy kế hoạch trong năm 2012 của chúng ta như thế nào? We are supposed to achieve about 50 billion in revenue. Dự kiến chúng ta sẽ phải đạt được 50 triệu đô la doanh thu. Wait. How much do you think we achieve? Who vậy, want to make a guess? Vậy, thì quý vị nghĩ là chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu? Finance should know by now. Có thể là kế toán đã biết rồi. This is what happened last year. Và đây là thực tế mà chúng ta đạt được. What is the target that our board set for us in 2013? Vậy thì kế hoạch mà hội đồng quản trị đặt ra chúng ta trong năm 2013 là bao nhiêu? This is our target for this year. Đây, quý vị có thể nhìn thấy là kế hoạch mà hội đồng quản trị đã đặt ra chúng ta trong năm 2013. Because if you cannot, we get nothing this year and we'll get nothing. We get nothing last year, we'll get nothing this year. Nếu mà mọi người nghĩ rằng không đạt được thì chúng ta sẽ không đạt được cả một điều gì trong năm nay và trong năm tiếp theo cả. Yes. 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 Now, we didn't do very well this year. We didn't do very well last year. Chúng ta không làm tốt trong năm nay và năm trước chúng ta cũng không làm tốt được. Although target set for us this year 2013 will be much higher, but we will have to see how can we manage. But last year, although we didn't do well, but we did achieve some good results. Năm 2013 các bạn thấy là kế hoạch của hội đồng quản trị đặt ra chúng ta đặt ra rất cao và năm 2012 cũng vậy. Tuy nhiên là trong năm 2012, mặc dù chúng ta không đạt được chỉ tiêu nhưng có một số lĩnh vực chúng ta cũng đã đạt được những thành quả. So don't be so disappointed. Last year actually we did some good results. Vậy, construction has finished
infrastructure for phase 1 in the IP area and also completed infrastructure in the township area. Vậy thì chúng ta không nên lạc quan, chẳng hạn như năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu như đã xây dựng hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1 cho khu đô thị và khu công nghiệp. We have a power supply for 63 mega MVA and we also have our own 22 kV substation completed. Chúng ta đã xây dựng xong trạm điện 63 MTV kết nối với đường dây 22 kV. We also completed resettlement for township 17.45 hectares and we also did resettlement for part of phase 2 Fujikin about 18 hectares. Chúng ta đã hoàn thành giải phóng 17.45 hectares cho phần khu đô thị và một phần cho cách hàng Fujikin khoảng 18 hectares. We also has finished the pump house to have the two pumps running so that we can assure our customers that we have taken care of the flooding problem. Chúng ta cũng đã hoàn thành trạm bơm nước và với hai máy bơm đang hoạt động và chúng ta đảm bảo rằng là khách hàng của chúng ta sẽ không bị ngập lụt trong mùa mưa. We also completed water supply phase 2 for another 5,000 cubic meters per day. So total is 10,000 cubic meters per day now that we can supply water. And we also have the raw water supply to Pepsi. Chúng ta cũng đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 2 với công suất mới là 5.000 ha, tổng cộng là 10.000 ha. Chúng ta cũng đã xây dựng xong các bạn, hoàn thành xây dựng cung cấp nước sạch cho nhà máy Pepsi. What else have we done? Chúng ta còn gì chưa đạt được? But you can see that all that we have done means we spend money, but money did not come in. Những cái mà chúng ta làm được có nghĩa là chúng ta phải chi tiêu tiền cho việc đó, vậy mà nhưng mà tiền không đến. By thanks to marketing and CS efforts, we also managed to hand over 20 hectares of IP land when our target is 22 hectares. Nhưng nhờ nỗ lực của bộ phận marketing và chăm sóc khách hàng, chúng ta đã bàn giao được 20 hectares cho khách hàng trong tổng số 22 hectares mà chúng ta đã lập kế hoạch. Township land, our target is to hand over 26 hectares, but we only hand over 8.5 hectares. Trong khi đó đối với đất khu đô thị chúng ta lập kế hoạch là bàn giao 26 ha nhưng chúng ta chỉ bàn giao được 8 ha. New sales we are supposed to get about 22 hectares for industrial land but we managed to secure only 15 hectares. Đối với giao dịch mới thì chúng ta lập kế hoạch là 22 ha nhưng mà chúng ta thực tế chỉ đạt được 15 ha. Township land we are supposed to secure 26 hectares but we only managed to secure 16 hectares. Đối với đất khu công nghiệp cũng vậy, chúng ta lập kế hoạch 26 ha nhưng chúng ta thực tế chỉ bàn giao được 16 ha. So all in all, I will say that all of you, whether it's marketing CS, construction development, maintenance estate, I will say that you all still have done quite a good job. Như vậy, clap to yourself. Chính vì vậy, tôi có thể nói rằng là bộ phận marketing của bộ phận xây dựng và kế hoạch việc khá tốt. So before I carry on, not to disappoint you, also to thank our BOM, represented here by our co-chairman Mr. Hai, that at least they consider our hard work and still consider a little bit of bonus for us this year. Trước tiên thì chúng tôi đã chương trình này và phát biểu ở đây và dành thời gian còn lại cho các bạn thì tôi muốn xin cảm ơn ông Huỳnh Quang Hải luôn luôn quan tâm đến chúng tôi và cũng luôn luôn quan tâm để chúng tôi có được một phần thưởng Tết. So, for our organization, what we intend to do this year for 2013, it's going to be a difficult 2013. How are we going to manage? What are we going to do? Năm 2013 sẽ là một năm khó khăn. Vậy đối với tổ chức của chúng ta phải làm gì? Our target, we want to finish resettlement for the remaining phase 2 area. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. To finish infrastructure for phase 2 area. Giải phóng việc xây dựng hạ tầng giai đoạn 2. We finish the main entrance to our township land from Highway 1. Chúng ta hoàn thành việc xây dựng cổng chính kết nối với đường quốc lộ 1.
We have to target for township projects to start. Chúng ta phải khởi động xây dựng các dự án khu đô thị. Of course, land sales target, handover target, marketing also have their targets to achieve. I hope all department help them to hand over land and also make sure that the whole project is in good order to make it attractive for prospects and investors. Mặc dù là bộ phận marketing cũng đã kế hoạch, có kế hoạch riêng cho mình về việc bàn giao cho khách hàng, nhưng mà tôi mong muốn cả các phòng ban và bộ phận hỗ trợ phòng marketing để đạt được cái mục tiêu đặt ra đó, để làm sao xây dựng một cái khu đô thị và công nghiệp đẹp. So I would like to encourage all of you that for this year, let's look at three items that we focus on. Let's try to improve. Let's try to upgrade. And let's try to maintain. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người trong năm mới hãy tự nâng cao mình, hãy tự cải tiến mình và hãy tự phát huy những cái gì mà mình đạt được. So how are we going to do that? Vậy chúng ta sẽ làm được những điều đó như thế nào? So quality of our support services, housekeeping, security, safety in the whole project, all of you have to concentrate on how can we improve, how can we upgrade the quality of the infrastructure that we already have. Chúng ta phải chú tâm vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, nâng cao duy trì trụ bảo dưỡng hạ tầng và các cái hạng mục tiện ích khác. We have to improve the reliability of our utilities, good water supply standard, good electricity supply schedule. Đặc biệt là phải chú tâm vào việc duy trì việc hoạt động của các cái hạng mục kỹ thuật, chẳng hạn như điện, nước và các cái hạng mục khác. So we may have to set standards for ourselves, like how fast should we respond to customers' complaint? Maybe within 2 hours. How fast should we get utilities rectified? Probably within 24 hours. Or how fast should we respond to customers' query, or letters that they send to us, or applications they send to us? Probably within 1 day, 2 days, we must reply them back quickly. Chúng ta phải tự đặt ra cho chúng ta cái mục tiêu, chẳng hạn như là đối với những phàn nàn của khách hàng thì chúng ta phải đặt được mục tiêu là trong bao nhiêu thời gian thì chúng ta có thể trả lời được, hoặc là đối với những hỏng hóc thì bao nhiêu thời gian chúng ta có thể sửa được. Right, so for estate, security, safety, housekeeping, landscaping, let's keep our whole place neat, clean, tidy, safe for people to walk, safe for vehicles to move around, good direction, good. And I'll put it this way, we have to also learn to be courteous, how to talk to customers, how to talk to people who are moving around in the park. Cho nên là tôi kêu gọi tất cả các bộ phận để duy trì bảo dưỡng, về bộ phận an ninh, chúng ta phải làm sao duy trì một khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp cho mọi người. Đặc biệt là tôi khuyến khích mọi người phải làm sao thực hành một cách nhã nhặn khi mà trả lời khách hàng và khi mà làm việc với khách hàng. So that's for the project. Let's say many things we cannot control. The world problems we cannot do anything about it. The country problem we cannot do anything about it. But for the project, I believe we can do something about it. Đó là improve, upgrade, maintain. Đó là một số vấn đề mà tôi muốn nói với các bạn. Như vậy các bạn biết rằng là đối với thế giới, đối với Việt Nam chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng mà đối với dự án của chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi được. Điều đó tùy thuộc vào các bạn. Personally, what should you all do? I say, on a personal basis, look at your own competency. What training you or skill you think you should improve to do your work better? Chẳng hạn như đối với các bạn thì phải nâng cao trình độ của mình để mà phục vụ tốt hơn. Right. Work with your supervisors how to improve your work competency. Làm việc với các lãnh đạo của mình để làm sao mà nâng cao cái trình độ của mình. Also, among the different teams, look at cooperation and teamwork. When you go around the park, maybe it's not your work, but if you think that if you see something not so good,
talk to the other department, talk to the other team, how we can cooperate, improve the whole condition and service in the park. Giữa các bộ phận thì phải hợp tác và chia sẻ lẫn nhau. Chẳng hạn như có vấn đề không thuộc cái bộ phận của mình nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ với cả các cái bộ phận khác. Right, so with all this, I will say that I've been talking about focusing project, work, personal work. Now, I would like to also advise, because many of you are young people starting your new family, organize your time, do proper time management about your work so that you can spend good quality time also with your family. Như vậy là tôi chỉ nói về công việc và tự nâng cao bản thân. Và tuy nhiên là các bạn cũng phải dành thời gian để mà chăm sóc gia đình. Let's say this year is going to be a difficult year. Also with the family, with your own personal upkeep, learn also to be a little bit thrifty. Spend more time with your children, your wife, plan and organize your time. Chúng ta cũng phải dành thời gian cho gia đình để chăm sóc gia đình và đồng thời cũng phải thực hành tiết kiệm. So, I will not make it too long already. This is the end of my speech already. But I like to give thanks to the dinner and dance committee led by Chung. Who's your leader? Who's the group? Where's the dinner and dance group, sir? Can you all stand up? Bài phát biểu. All those in the who organized this event. Bài phát biểu của tôi ở đây đã right. Đây đã kết thúc. I will say everybody give them a clap for making this night possible for us. The second change to our canteen. Instead of Mr. Tuan handling it, we have a new canteen committee. And I understand that there's some improvement. So I like to thank the canteen committee for taking the initiative to work for the well-being of the whole company. Thank you very much. Và sau đây ạ, chúng ta xin mời ông Huỳnh Quang Hà lên sân khấu có một vài lời phát biểu. I would like to invite Mr. Huỳnh Quang Hà come to set to do a speech.